Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023. Giải thưởng thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước là giải thưởng cao quý dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Qua 18 năm tổ chức, Giải báo chí quốc gia lần thứ 18 tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của các liên chi hội trực thuộc, hội nhà báo 63 tỉnh, thành phố. Năm nay có 1.905 tác phẩm dự giải, trong đó có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn được 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận được một giải A với loạt 2 bài Hồ Chí Minh con đường phía trước và một giải C với loạt 3 bài Cạm bẫy mạng xã hội. Một cái niềm vinh dự rất lớn đối với tất cả người làm báo chúng ta và đối với đội ngũ trung tâm tin tức HTV nói chung cũng là một cái niềm khích lệ rất lớn để có thể tiếp tục khai thác, khám phá, thử sức mình với những cái đề tài thiết thực phục vụ cho cái việc tuyên truyền cũng như là nhu cầu thông tin của khán giả cả nước. Chúng tôi được nhìn thấy rằng là tất cả những sự nỗ lực của mình đến ngày hôm nay đã được ghi nhận và chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong tương lai rằng là sẽ có thêm nhiều tác phẩm thật hay như vậy để gửi đến quý khán giả để chúng ta thêm yêu lịch sử Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu cao quý, thiêng liêng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trải qua 99 năm ra đời, phát triển đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những thành tích, kết quả của báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 99 năm qua. Đồng thời, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 122 tác giả, nhóm tác giả được trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18, giải thưởng cao quý nhất của Hội Nhà báo dành tặng cho các tác phẩm báo chí, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất năm 2023.